Hello nhá, xin chào bạn. Rồi, bạn quan trọng kênh Sao Rẻ Thì .com nhé. Hôm nay trong cái chủ đề về pin mặt trời thì đợt này nó về một cái lô hàng mới, và cũng một phần mình chia sẻ thêm một chút về phần pin mặt trời, vì đợt này thấy trên thị trường pin mặt trời nó nhiều loại lắm bạn ạ. Bán qua nhiều dòng rồi, chạy qua đủ các loại, thì hôm nay mình có một cái bộ sưu tập này, đủ các loại pin mặt trời luôn. Thì hôm nay sẽ có một clip chia sẻ bạn về cái pin mặt trời, nhưng mà tội gà nó kêu hơi hơi nhiều. Đây cho bạn xem. Ở đây các bạn nhìn xem nó có mấy 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 mẫu nhá. Mẫu 1 này, mẫu 2 này, mẫu 3, mẫu 4 này. Hai cái mẫu này là giống mẫu này. Đấy các bạn nhìn qua màn hình sẽ nhận ra ngay có sự khác biệt đúng không? Cái tấm này hiện tại trên thị trường bán nhá thì nói luôn là bộ này được gọi là bộ 36 cell bạn nhìn này. 1 2 3 4 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đều là 36 cell. Pin mà 100W hoặc 110W thì họ đều sẽ lấy mức 36 cell này. Chứ họ không tách cell kiểu như trước. Một số đơn vị họ làm thành 32 hoặc 33 cell. Thành hình kiểu như hình chữ nhật ấy. Nhưng mà đúng chuẩn nó sẽ dùng mức 336 cell bạn nhé. 36 cell. Chuẩn 100 lên được 110. Tối đa có thể 120. Đấy thì các bạn xem kích thước của bộ này sẽ như thế nào. Lần đầu tiên thì mình phân phối là cái dòng này. Sau đó sang dòng này. Sang dòng này, bây giờ dòng này. Đấy, chạy lộn tung phèo luôn. Công suất thì đều ra 100, nhưng mà cái tấm nó lại như thế này, cái tấm này mắc 100. Mắc 100, tấm này mắc 110, tấm này tối đa lên 120. Nếu mà nắng full cao nhất thì là mắc maximum. Cao nhất lên được 120, tấm này lên được 110 này, 120 này. Tấm này lên được 100 này, tấm này lên được 100 này. Nên vì nên một số đơn vị họ khi bán pin mặt trời họ sẽ tư vấn là pin 100W luôn. Nhưng mà giá rất là mềm, bởi vì các bạn nhìn đây sẽ nhận ra ngay này. Cái này là mình bán rất là nhiều, mình phân phối thì mình mới phát hiện ra. Chứ còn bình thường các bạn mà mua về bán nhập thì không có phát hiện ra đâu ở tấm nào 110, 120 hoặc tấm 100, bởi vì nó đều là để đóng mác 100. Đây, bạn xem nhé. Qua rất nhiều đời rồi, pin. Tại này đang có khuyến, đang có chương trình sốc luôn, nhiều ông mà bán pin sốc luôn bạn ạ. 10 tấm tặng 1 luôn. Quá choáng. Đây mình sẽ đo cho bạn xem nhé. Thước này đo chắc là chuẩn này. Thước này dùng để đo xem là cái pin nó sẽ là như thế nào, gọi là pin chuẩn. Cho một cái dàn 36 cell và lắp cho hệ thống pin, mà tức là cùng một cái mức giá đầu tư như nhau nhé, thì các bạn sẽ nhận được cái gì. Đây, như đời đầu mình bán nó sẽ như thế này. Đấy, nhưng bây giờ nó nâng cấp cải tiến dần, nó lên phiên bản tiếp theo. Bạn nhìn này, bạn nhìn thấy cái cell không, bạn nhìn này, đây này 94 đúng không, 93.8, mình cứ tính nó khoảng 94 đi, 94 nhé. Bạn nhìn cell này, đây 94 này, bạn nhìn cell tiếp theo này, bạn thấy không, có sự khác biệt không? 94 đã bị vênh lên rồi. Tức là tấm trên này bé hơn tấm dưới. Đã có sự khác biệt. Sang tấm tiếp theo các bạn nhìn này. Để thấy có sự khác biệt tiếp theo các bạn nhìn này. Bạn thấy không? 94 lọt thỏm luôn. Tấm này của nó lên được bao nhiêu? Để mình cho bạn xem. Đây nhá, 104 luôn cho dễ gì. Đây. Tấm này nó sẽ đến mức 104. Mình đo cell cho bạn xem luôn nhá. Kích thước cell. Còn cái chiều này là 5, 1, 2, 3, 4. Công nghệ bây giờ đỉnh cao nhất là 5 nhá. 5BB. Còn bình thường một số là họ dùng loại 3BB, 3, 3 cái cell con trong một này. Là 1, 2, 3 cell con này. Một cell to và hai cell cắt ở giữa, nhưng bây giờ họ dùng cái công nghệ này cơ. Cái độ hấp thụ và ánh sáng tốt được nhiều, tốt được hơn. Thì họ dùng 5 cell. 1, 2, 3, 4, 5. Thì tất cả cái đều 5 cell hết. Các bạn nhìn để ý sẽ thấy nhé. Đây, cái tấm lạnh như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. 4 cell to và hai cell nhỏ ở giữa. Tấm lạnh thế nhé. Tấm này mắc 110. Ở trước một lần mình cũng chuyển sang dòng này, nhưng mà bây giờ thì dòng này chạy nó bị yếu điểm là nó tách so nhiệt cell nhiều quá bạn ạ. Đây. Đây, cái dòng này cell bị tách quá quá nhiều luôn. Đấy, 52.3. 52 thì tức là khi hai cell này gộp lại một thì nó vẫn ra là 110.4, nhưng mà vấn đề là cell nó tách nhỏ ra quá mức. Nhìn trông nó rối mắt và ghê gớm bạn, nhưng mà cái độ hấp thụ sẽ không bằng con này là cả fan to luôn. Nó sẽ lợi thế hơn, bởi bình thường khi các bạn lắp thích lắp fan to hơn mà. Trái thích lắp mà tách rời ra như này cả. Đấy chính là điểm khác biệt. Tấm này mắc 120, tấm này 110. Tấm này mắc 100, 100 nhưng mà giá thì như nhau. Nếu các bạn mua trên mạng thì sẽ bị tình trạng là giá như nhau. Nhìn qua ảnh thì giống nhau, nhưng mà đến lúc về lắp thì không có tấm so sánh. Không biết được. Đấy, tức là sau nhiều lần mình phân phối thì mình phát hiện ra cái này. Từ lắp qua nhiều dòng thì giá như nhau nhá, nhưng mà cái tấm này sẽ mắc được 120 này. Cái lâu này mắc 100, mắc 100 thì tức là họ bán mức 100 là đều giống như nhau. Tức là đều bán tới 100 thì là giá chuẩn luôn.
Bởi vì cái công suất cực đại lên thì rất là khó, vì không phải lúc nào nó cũng lên cực đại được, không nào nắng to cơ. Độ 36, 37 độ thì nó lên được, chứ còn bình thường nắng râm râm này ra như nhau hết nhé. Cái tấm trăm này, nắng râm râm này ra giống nhau luôn. Nó vây nhau tầm 5 watt thôi, không phát hiện ra được. Chỉ khi nào nắng to, cực điểm, buổi trưa nắng thì các bạn sẽ phát hiện được là tấm nào nó hơn. Đấy, các bạn nhìn xem, đảo qua một vòng trước cho bạn xem. Còn còn về phần đấu nối hay là phần khung khuyết thì mình không nói, chỉ nói về phần cái bản panel trước. Panel để bắt điện là cái linh hồn của bộ pin mặt trời. Các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn qua đây, đảo qua và xem nhé. Đã chia sẻ một chút về phần pin mặt trời là như thế, để cho nhiều bạn mà chưa biết pin mặt trời thể xem qua cái bài so sánh này. Bởi vì so sánh này thật ra là bán nhiều thì có pin nhiều thì mới so sánh được, chứ còn bình thường nhập một hai chục về rồi nhập có mỗi một chỗ thì chả thể biết được pin nó thế nào mà nó khác nhau cả. Đấy, xin là như vậy. Đây đang nắng lên nhé, bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem cái này. Cái này thì giống nhau luôn, thằng tay nào giống tay nào, so rất là khó luôn. Đây này, kịch luôn, kịch 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 150 à, 155. Thế đấy, mình rút lại nhá. Cái thước này nó kịch số nó không lên được. 155. Mình xem nào, thử nhá. BB của nó tầm 155, đúng 155 luôn. Thằng này 155 luôn, nắng to quá. Thấy chưa? 155 giống nhau. Tức là cái chiều này nhau nhưng cái chiều sao nó cắt bớt đi. Đấy, khác nhau một chút như vậy.